Khiêm bát xóm ọ bởi côn nâng ọ côn trong bố ca tù xa nè. Phát chí vật tì đọc bốn nọc nông thay ní nhóm đá thamà phép chọn để dây bì rương đàn cùng nọt bò khuôn dường khuôn dường trâu miên đàn cùng nọt mùi xâm rạp khuôn dường trâu riêng cùng nọt trâu riêng đáo trâu riêng miên cầu cùng nọt mùi ở chỗ bạc lọ bà mình chẳng thế càng nghe nâng cư càng nghe ọt trịa lẹ xong bây trước đây bộ phụt chị ọ mà chắc có bà ọng xâm đại đấy càng nghe nát đấy chú bốc chú bò nè mình trịa lẹ mình bảo cọt càng nghe nó mình bên trên bằng cốt đỏ đỏ này nếu không sẽ phơi vẫn lưu chỉ vật ní nhưng nát mà phía bỏ bốn ca pi bột sạc cả đáy pi phoán pram rối hai sập bầm bầy nì dây em pi ca cầm nót cô cầm nót rồi bỏ chỉ vật khuôn ai nơi thông po trong kháng cao kê bằng phót nắng miền ở trong nội nắng chẳng dừng riêng cầm nót riêng đào đào chỉ vật sân bà sân này chỉ vật dương ọt miền cô đào tí đào chết tại đào đào tới với đôi chia mình đang hổ co hổ na trâu gì na chết tới sman sman pril pril á chẳng thấy hạ bệnh đôi chia à tầm nốc chết luôn ấy còn miền à sợ bài chết rứa cô xịt cái đây sừng khâm nó không chết nó còn miền pru dương ọt miền cô đào bỏ dương cho bà lo thay dương thở chọn bàn ấy đào tới đầm bầy ấy hay không prang riêng đầm bầy ấy không prang rô nó đầm bầy ấy hay không prang tầm nẹt tầm nong chủ môi nẹt nắng đầm bầy ấy hay không prang thơ chia sọc bà rò chung phô bà cô mà nè nắng có prang đầm bầy ấy à nắng với ọt miên cô đào chẳng bà sân thì dương miên cô đào ủ tì hoa tha dương chanh pi phân hồng bình cô đào bà dương thở tớ xìm riệp chẳng dương miên cô đào ấy thở tớ đó xìm riệp tu hợp bây phơi viên phơi viên phơi thoáng phơi bà ba dàng na cả đói cô đào nhóm cứ tớ tại tớ bị phân hồng bình ở đó xìm riệp bà cà na nhưng kết đó ta đào cái bông thôm ấy anh lại chọn tớ ở tớ xin phép chọn tớ bông thôm vì chẳng cô đào để xin phép nó cứ ta đã đào lại pro ấy pro cô đào vì ở cho bà lo vì ở bà cọt phải chi vì ở vô chỉ sạch cả bàn phần tay bà xin là cô đào nó miên hay sầm hẹp thà nhóm đang tớ bị phân bình tớ đó xin phép chẳng ta đào xin phép miên cô đào và to tiết có ai thôi tớ bàn phần tay cô đây sầm khánh cứ cô đào thấm xin phép bạn thấy đó là cô đau dương nó không phải siêu vi nó thử từ bởi vì mình chơi thử từ ấy na tiết à nắng pe khác cô đau còn nọt thầm nắng tại phía trẻ sẽ đấy này cả đó cô đau bao dương vì mình men ban thầm phần nắng vì ai ban lơ lơ hở vây để dương rụng phần tục để dương còn nọt tục và thì họ đã bắt cầm hôn môi trong ban tế mặc lấy nhỉ hay à tệ thì chôn chôn màu chưa đã à tệ thì chôn chôn màu chưa đã dương từ bốn giờ đồng phân thà à tê thì chôn nâng nâng máu nông mà ngay trong ban tại pram nè để chôn máu cả lại cầm hồn dương để tê như là bỏ vì cả lại cầm hồn dương sắp đó là pel ca đây đồng phân tục nông vừa mến ban thầm phân nó dừng phấn á prang o cầm nọt hơi á dừng prang o thầy thử thơ mấy đồng bay ơi việt đau thầy thơ mấy đồng bay ơi à tê thì chôn qua thầy thơ mấy đồng bay ơi phiêu máu hơi sợ bài chết đồng máu tiệt sắp đó pel dừng phơi nắng ấy cầm nọt pel đang việt thử à với để dưới bán trái ban cầm nót ban đau mong chặt dương sẽ hới anh ta thì chốn mình men ban trầm trầm mê dù tới ai tràn tới tràn tới chẳng cô đau bị phun bình từ xin bệnh bảo dưỡng chẳng đai bà tới tháng chọn thật thưa đồng nào đó là thẩm xin bệnh thì chẳng đo cô đau này xin bệnh đó là đo cô đau tại ai nâng men cầm đất môi tiết hả để chọn từ lên là bệnh miễn chế tới đo bệnh miễn chế rồi cô đau dưỡng ban đó cái lại nó sẽ lại chẳng đôi khi đây chỉ mỗi nâng bằng hai chỉ vật này cả ruộng nơi nó không làm hạn chỉ vật tì đọc buồn ít trong đàn hoa phép cho một trẻ thật thưa ở vậy tôi tìm miên cô đào cho bà lòa tôi miên cùng rôn cho bà lòa chẳng à ca cho bà lòa nó dương rùm phân bán tới hai sắp hiểu rồi thì bằng tay à vậy để cho bà lòa nó về để dương tự đó cô đào nó nâng ai tự tụ bàn rồi hốt đó tới mười rồi phía rồi trẻ chưa mình khàn vâng lúc hát chỉ biết đi đập rắm là con ông ngày nít nhom mà na tham tiếp trong lực vì thi xa
đầm bay thưa ao chỉ vật nắng chột chế vì thi sa để thưa chỉ vật chột chế miền pram chấm nói để pram chấm nói sầm khán tìm mối cứ cầm nót cô đau chỉ vật hay tìm pí cứ cầm nót quân nằm lại chỉ vật tìm bấy bằng ca ấn chấm này hết đần tìm bốn bằng ca ấn ca tầm này tầm đón hay năng tìm pram rẽ xa sọc cọp hiệp ở bàn lò chúng nói cần lưu sầm khăn chúng luôn tam giang đấy để thưa ơi chỉ vật nâng thật là không thiệp chuộc chị dương ở toàn ban an ở vọt đấy bàn tay dương còn thả bàn đập bàn lư chúng nói tiếng tam giang đấy dương kết hạ chia bẩn đông này ca chuộc chị rồi bảo chỉ vật dương mùi sạch cho hai ở lâu ôn tiêu đôi chúng nói tìm mùi chúng nói tìm mùi cứ cầm nát cổ đào chỉ vật dương tây miền cổ đào rồi bảo chỉ vật dương thả dương thưa ơi dương trâu đã đo thầm màn dương trâu bần to đầm na thầm màn hỡi chỉ biết xây dương sầm đại cô đá nó không có dễ phê phần màn cho nằm thì họ đôi thà nè riêng bà lấy sầm đại cô đá cứ pi tần đọc cho nằm thì họ chẳng dương đặt cô đá dương thà pi tần đọc cho nằm tầm bây thơ ấy khá không có thay chẳng nái phê tờ lỡ ấy khá không có khai chẳng nái phê tờ lỡ ấy khá hay được không có chẳng nái chẳng nái phê tờ lỡ ấy khá anh ấy cứ chia vị thị sa mối đại sủng khánh khăn ông cá cổng nót cô đau chỉ vật ở bờ dương bà sân dì dương đau đó cô đau thì ông bà ma từ nâng tha mà chín năm tới mà chín năm mà thay tới mà thay tới mà đăng dương thời thời ấy ông bà ma đôi chỉ sạch chưa đụng chẳng còn đang chăm ban sạch vô màu tục sầm đập lụa tập nâng ấy miền ban thôi thì chẳng đôi khnền chẳng ai chẳng đôi tí pí cứ cổng nót quân đầm lay chỉ vật mơ con đầm lầy là bỏ chỉ vật để ruộng nở chia phải chăm hay tá dương ở đo con đầm lầy nó sầm đập luôn dương nó là bị mệt chia con đầm lầy không lẽ cả nã sầm cung kê từ tua squal sầm cung kê rob rob sầm cung kê pin chết sầm cung kê bạt dương mình bán rứ từng vơ môi chủng luôn rồi bỏ dương thôi nó tá mà nó phong khné cái tôi cho bạn thấy miền sài gòn sốc nâng đi đi chủ mới khné từ bên tàu mau được gọn anh ấy chỉ côn nằm lái rồi bỏ chỉ vật dương là không bị thị xa để thôi ở chỉ vật chụp chạy bọc quần khác miền tập sầm bát chân cặp bên mét bên tay thôi ở nhà phong thằng lái cái áo sầm bát chân chủ mới dương áo sơn miền côn thọ côn nằm lái chỉ vật luôn ai cái bàn cái chỉ diêm cái đã kích kìm cho chất sạch cốp hay đam với cái bơm cái sọp nơi bị mốc cái sạch chất cái nhìn nhầm nhầm tại nơi bị cỏi nó cái sọp cái bơm nhưng bà phết bài mấy cái hào thăm mà nó ổn miến quân đầm lầy xâm lập chỉ vật của anh thì rùa đời kì mình sạch chất chùm bùi ốp mà đôi chìa sạch bùa đời miến bử chứ rùa cứ kì phê khai cổ bà lại chứng vì thì xa tì bì ní cứ trời cổng nọt nơi quân nằm lại chỉ vật ở bờ dương. Tí bấy dương bằng ca nơi chủng này đằng. Mà lúc chốt chế chả ra đề phía chả ra cứ nẹ chế đằng tay mà đòn. Chủng này đằng. Dương mình trừ ở tục bêl vì lía ôi à vây đề mình chỉ cảm chí dương đồng bấy ôi dương chế đằng màu sân cọt dương rồi thằng này. Chỉ phải xét thua dương chứ phở dương thôn tròn chân nó không mà pel tao mà pel mà thay tao mà thay tao thôi rằng mấy đầm bấy ơi sụp tiền vô chùm này đằng một bàn tam ấy cái đó bà mơ Facebook thôi mấy ở bán pi Facebook nè chùm này đằng pi Facebook nè chỉ chùm này đằng ấy khá tệ tên không ca bằng đi cuộc ba tệ tên không ca bằng ca nơi chùm này đằng bà dương tệ tên không ca ở phần đồng bà dương mơ TV tao TV nâng về phần đó ấy khá xem hẹp dương hay bà dương mơ mà nó phong khá nha, tới cả một thị em xin xin, thôi mấy ôi ban chùm này hết đằng. À, nó ngay thật thật bằng cá nơi chùm này hết đằng, tôi bây giờ dụ phẩm mán có thua phê đây, cái đồng cá bằng cá chùm này hết đằng này. Chẳng nói tì bốn cứ tùm lẹ tùm nồng, tùm lẹ tùm nồng xâm khăn bằng phận đầm bầy thuở chì vật chỗ chê. Chê, tại mình lẽ ai, miên trọt xa bài mình lẽ ai, khắp cá tùm lẹ tùm nồng có chì vật tờ rồi, cái đồng cá chỗ chê. Cá tùm lẹ tùm nồng cứ xâm khăn á, phía xa tùm lẹ tùm nồng cứ đòi thiệp rô, rê rôm tùm, tùm lẹ tùm nồng đầm bầy ai bằng cá nào chi à chi và cam khuôn dương tầm nào cá tới tầm nẹt tầm đón tầm bấy áo miền ở phía nét sna rồi viếng nẹt tôi đằng nẹt thôm tầm nẹt tầm đón tầm bấy
ឲ្យ មាន ភាព ស្អិត ល្មួត ជាមួយ នឹង ញាតិ សាច់ ញាតិ ទៅ វិញ ទៅ មក ក៏ រិត តែ ប្រសា ហ្នឹង ហើយ ជា វិធី សាស្ត្រ មួយ ញ៉ាំង ភាព ជោគជ័យ របស់ យើង ឲ្យ បាន សម្រេច ផង ដែរ ចំណុច ទី 5 គឺ សុខភាព សុខភាព ជា រឿង សំខាន់ បំផុត គឺ សុខភាព ហ្នឹង ឯង ចេះ ដឹង ប្រមាណ ក៏ ដោយ តែ សុខភាព មិន សូវ ល្អ យក ពេល វេលា ហ្នឹង យក ទៅ ឲ្យ សុខភាព យើង ខូច ដោយ ជាមួយ នឹង គ្រឿង ញៀន ជាមួយ នឹង សូរា ជាមួយ នឹង បារី ជាមួយ នឹង សុខភាព ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដែល មិន ល្អ អញ្ចឹង 4 ខាង ដើម វា នឹង បរាជ័យ បើ សិន ជា សុខភាព មិន ល្អ តែ 4 ខាង ដើម ជោគជ័យ បើ សុខភាព ល្អ គឺ កាន់ តែ ប្រសើរ អញ្ចឹង វិធី សាស្ត្រ ជីវិត ដែល ធ្វើ ឲ្យ ការ ជោគជ័យ គឺ មាន 5 ចំណុច នេះ ឯង ដែល ជា ស្នូល មួយ ក្នុង ការ ត្រិះ រិះ ពិចារណា ផង ដែរ នាងខ្ញុំ សូម អរព្រះគុណ និង អរគុណ ចំពោះ ការ ទស្សនា